Phạm Đoan Trang, kẻ cực đoan dưới lốt ôn hòa. Vài năm gần đây, Phạm Đoan Trang, sáng lập viên của Luật Khoa Tạp chí và nhà xuất bản Tự Do, đã trở thành một trong những nhà chống cộng được trọng vọng nhất làng Dân Chủ Việt. Sau khi bà ta bị bắt, làng Dân Chủ đã phát động chiến dịch ca tụng bà này như thể là người hết lòng vì đồng đội, hy sinh, không màng lợi ích cá nhân vì mong muốn Việt Nam có dân chủ, nhân quyền. Bản thân Phạm Đoan Trang không ngừng tự mô tả mình như một người hoàn toàn ôn hòa, bất bạo động và không có gì ngoài tinh thần xây dựng. Chẳng hạn, trong một clip do Thịnh Nguyễn quay hồi đầu năm 2019 và được công bố khi Đoan Trang bị bắt năm 2020, Trang nói: "Điều mong muốn lớn nhất của tôi là nâng con người lên. Tôi hay nói đùa với chính mình, tôi là người dành cả tuổi thanh xuân để nâng người khác lên." Nâng người khác lên được hiểu là trang bị kiến thức cho họ, trang bị kỹ năng cho họ, trao đổi thông tin với họ, tôn trọng họ, nâng họ lên để họ cảm thấy họ được tôn trọng, cảm thấy họ là con người, họ quý giá, họ xứng đáng sống một cuộc sống tốt đẹp. Tôi muốn thay đổi Việt Nam theo hướng làm sao để cho con người được tôn trọng hơn, con người đối xử với nhau, với tình yêu, thương yêu nhau nhiều hơn, thương nhau hơn, yêu nhau hơn, tin tưởng nhau hơn. Nhiều khi chỉ cần như thế thôi đã là dấu hiệu đầu tiên của sự phát triển rồi. Dựa trên những điều này, một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã lên án chính phủ Việt Nam đàn áp bắt bớ nhà hoạt động ôn hòa Đoan Trang và đòi phải trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện. Đoan Trang có thực lung linh như đồng bọn và đồng minh của bà ta ca ngợi. Trong khi đồng bọn tô vẽ và bản thân Đoan Trang tự quảng cáo mình như một thánh nữ, thì trong thực tế, bà ta hành xử hoàn toàn ngược lại. Trên danh nghĩa là admin nhóm Nhật ký yêu nước, chuyên viết bài tâng bốc số chống đối trong nước, nhưng bên trong lại lôi kéo đệ tử thóa mạ, hạ thấp các thủ lĩnh nổi danh trong làng Dân Chủ như Bùi Hằng, Nguyễn Lân Thắng, là hạng xôi thịt, Trần Huỳnh Duy Thức viết sách, trình độ ngang sinh viên, hàng loạt trang Dân làm báo, Dân luận đều là lá cải. Sau này, Đoan Trang còn bị một bạn trên mạng bóc mẽ qua những đoạn chat cùng anh ta, Hạ Bệ, các đồng bọn nổi danh như Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Đài. Còn về cách thức đấu tranh, chắc chắn Đoan Trang không ôn hòa. Ngày 1 tháng 1 năm 2019, Đoan Trang phát động ra quân chửi luật an ninh mạng, chửi chế độ và giải thích rằng dư luận viên chửi thì mình cũng chửi. Ngay cả Phạm Lê Vương Các, một đàn em thường nịnh nọt Trang, cũng phải thừa nhận rằng trong mắt người nước ngoài, Trang khó được đánh giá cao vì có những ngôn từ và cách ứng xử vô văn hóa. Và Đoan Trang có bất bạo động không? Sau vụ nổ súng ở Đồng Tâm, Hà Nội rạng sáng mùng 9 tháng 1 năm 2020, Trang đã viết một bài dài để kêu gọi dân mạng coi những cảnh sát cơ động thiệt mạng là kẻ cướp, vì vậy không đáng được thương xót. Đi xa hơn, trong phần bình luận, Trang còn coi việc giết hại cảnh sát cơ động là chính đáng, vì đó là một cách để khiến cái ác bị trừng phạt. Dường như Trang không hề để ý rằng, trong vụ việc này, nhóm bạo động của ông Lê Đình Kình mới là bên phạm luật, vì họ tàng trữ vũ khí và họ chủ động tấn công khi công an mới dựng rào chắn ở cổng làng. Đây có phải là những việc mà Phạm Đoan Trang làm, dành cả tuổi thanh xuân để nâng người khác lên, để cho con người được tôn trọng hơn, con người đối xử với nhau, với tình yêu hay không?